cảm thấy dạng sới giúp sợ sới cái sản phẩm trong quá trình nấu. Tốc độ canh khuấy điều chỉnh nhanh chậm theo cầu được, nhờ vậy mà giúp người sản xuất chủ động trong quá trình điều chỉnh máy, giúp xào nấu sản phẩm theo yêu cầu. Nồi nấu này ngoài dùng luộc sản phẩm còn dùng để chiên thực phẩm. Sản phẩm chính đạt yêu cầu mình sẽ tắt nhiệt. Lò mà chứa liệu có trang bị cơ cấu nâng hạ tự động, khi đổ liệu ra mình nhấn nút thì cơ cấu nâng cái lồng chứa liệu lên để nước trong cái sản phẩm ra ráo hết, mình sẽ cho sản phẩm ra. Nhờ lồng chứa liệu là công đoạn cho sản phẩm ra dễ dàng. Sản phẩm đổ ra xong mình sẽ cho sản phẩm mới, sau đó nhấn nút cho cái lồng hạ cái sản phẩm vào trong cái nồi nấu để tiếp tục nấu mẻ tiếp theo. Điều chỉnh tốc độ canh khuấy và điều chỉnh nhiệt độ nấu phù hợp, sau đó để nồi tự vận hành. Kết cấu cơ khí của nồi chế tạo chắc chắn giúp nồi vận hành ổn định trong thời gian dài, đáp ứng được nhu cầu sản xuất công nghiệp. Nồi nấu được chế tạo bằng inox 24 chuyên cho ngành thực phẩm và gia vị.